iPhone 12 Pro Max và iPhone 13 Pro Max thì nên chọn máy gì? iPhone 12 Pro Max và iPhone 13 Pro Max là hai mẫu smartphone cao cấp của Apple, trong đó thì iPhone 13 Pro Max không có nhiều thay đổi về chi tiết mà chỉ là bản nâng cấp về màn hình và chip và camera của iPhone 12 Pro Max thôi. Vậy thì nên mua iPhone 13 Pro Max hay iPhone 12 Pro Max? Về tổng quan thiết kế thì iPhone 12 Pro Max và iPhone 13 Pro Max có rất nhiều những nét tương đồng nhau từ khung viền này, cho đến hình màn hình tai thỏ. Video này thì mình chỉ nêu ra những điểm nâng cấp trên con 13 Pro Max thôi để xem là nó xứng đáng để các bạn nâng cấp không các bạn nhé. Điểm khác biệt nổi bật đầu tiên đó là về màn hình. Tần số quét màn hình trên chiếc 12 Pro Max là 60Hz đã rất là mượt rồi đúng không anh em, nhưng mà trên con 13 Pro Max thì cái tần số quét của nó lên đến 120Hz, gấp đôi so với 12 Pro Max, và đương nhiên là tần số quét cao hơn thì nó sẽ mượt hơn là rất nhiều. Nghe đến đây thì rất nhiều anh em đam mê về công nghệ thì có thể rất là ưng khi mà chỉ cần dùng 12 là ok lắm rồi. Tuy nhiên thì thật sự là cái gì nó cũng có mặt lợi mặt hại của nó, và tần số quét 120Hz của 13 Pro Max thì là nhanh là mượt đấy, nhưng mà thật sự thì nó cũng gây ra rất là nhiều vấn đề nghiêm trọng, và cái hình tình trạng mà xanh màn trắng màn đã bắt đầu xuất hiện rất nhiều trên cây iPhone 13 Pro Max kể từ khi mà 13 Pro Max ra đời. Đây cũng là một điểm mà anh em sẽ phải test rất là kỹ, là một điểm mà anh em cần phải cân nhắc để lựa chọn 12 Pro Max hay 13 Pro Max. Tất nhiên là cái con 12 Pro Max, cái khả năng lướt cuộn của nó cũng rất là ok rồi, nhưng mà thật sự là ở 13 Pro Max với màn hình 120Hz thì nó nâng cấp nổi bật tiếp theo đó chính là camera. Cái nâng cấp này thực sự là nó lớn đến mức mà mọi người cũng có thể thấy được là nó rất lớn rồi, nó rất là lồi, cái cam của nó rất là lớn và nó lồi hẳn ra một phía sau, nó rất là to. Anh em có thể nhìn rất là rõ, nếu mà nhìn nghiêng thì có thể rõ hơn, chứ nhìn thẳng thì nó hơi khó một chút. Khi chụp ảnh vào ban ngày ấy, thì trong điều kiện ánh sáng đủ thì cả hai con iPhone này đều cho ra chất lượng ảnh tương đồng nhau. Nhưng trong điều kiện thiếu ánh sáng hoặc là chụp ban đêm thì iPhone 13 Pro Max nó sẽ cho ảnh rõ và nét hơn so với 12 Pro Max anh em nhé. Lý do là con 13 Pro Max nó có cái cảm biến lớn hơn nên là nó thu sáng tốt hơn, cũng như là nó tự động cái điều chỉnh ánh sáng tốt hơn so với chiếc 12 Pro Max anh em ạ. Những cái thay đổi trên 13 Pro Max chỉ là to hơn 12 Pro Max thôi, chứ nguyên bản thì nó vẫn lấy từ 12 Pro Max. Vậy thì anh em còn gì mà phải lo lắng đúng không ạ? Mình thì thấy là iPhone 12 Pro Max là một cái thiết bị quay chụp đến thời điểm này vẫn còn rất là đỉnh. Nên là cái việc mà nâng cấp lên 13 Pro Max bạn sẽ phải cân nhắc rất là kỹ nhá. Đến là phần hiệu năng. Hiệu năng thì bản thân 13 Pro Max con chip đã được nâng cấp thành chip A15 Bionic. Nó mạnh mẽ hơn trên con chip 14 Bionic của 12 Pro Max. Nếu như anh em mà có quan tâm đến những cái đời iPhone thì sẽ được biết rằng là iPhone 12 Pro Max với con chip 14 A14 nó dính một cái nỗi khá nghiêm trọng, đó là về phần nhiệt độ. Chỉ cần chúng ta sử dụng nó dưới trời nắng gắt với ánh sáng tối đa hoặc là khi chơi game trong một thời gian đủ dài thì sẽ thấy được chiếc máy này nó nóng lên rất là nhanh. Và đương nhiên là chiếc 13 Pro Max này với con chip A15 nó đã khắc phục được khá nhiều cái nỗi đó, và khi chơi game các tựa game nặng thì nó cũng nóng lên ấy, nhưng mà cái thời gian nóng lên của nó sẽ chậm hơn so với 12 Pro Max anh em ạ. Tuy nhiên là nếu như anh em mua máy về mà chỉ để làm các tác vụ thông thường như là nghe gọi, lướt web hoặc là thỉnh thoảng chơi một vài tựa game thì thực sự là cái hiệu năng của hai máy này tính đến thời điểm tại nó vẫn không có quá nhiều điểm khác biệt để chúng ta có thể nhận ra một cách rõ ràng luôn anh em ạ. Nó không phải như là giữa 12 Pro Max và 14 Pro Max thì thực sự là nó khác biệt rất là nhiều, nhưng giữa 12 Pro Max và 13 Pro Max thực sự nó cũng không nhiều chênh lệch quá nhiều. Nên là cá nhân mình thấy con chip A14 của 12 Pro Max cũng đã rất là ok anh em ạ. Như vậy thì còn một cái nâng cấp cuối cùng để anh em có thể chốt hạ xuống tay cho sự lựa chọn của mình, đó chính là gì ạ? Đó là viên pin. Pin của 13 Pro Max thì phải nói là cực kỳ bá đạo và nặng ký, lên tới 4.300 mAh, còn trên 12 Pro Max nó kém 700 mAh. Chính vì cái viên pin nặng nên là 13 Pro Max cầm lên thì anh em sẽ thấy nó nặng hơn rất là nhiều, rất là đầm tay đúng không anh em? Chính vì cái viên pin nó nặng nên là iPhone 13 Pro Max cầm lên thì anh em sẽ thấy là nó sẽ nặng tay hơn rất nhiều. Anh em lại dính thêm một quả ốp vào nữa thì thực sự là nó cũng khá là nặng đấy, nặng vào mọi anh em ạ. Nhìn chung là với cá nhân mình thì hai chiếc máy này nếu như anh em mà chỉ dùng với các công cụ thông thường thì cả hai máy này đều có thể đáp ứng rất tốt cái nhu cầu của mình. Và nếu như chỉ sử dụng với các tác vụ nhẹ nhàng ấy, thì mình sẽ ưu tiên lựa chọn 12 Pro Max để tối ưu được chi phí cũng như mức giá của em nó rẻ hơn khá nhiều. Còn nếu như anh em cần một cái thời gian sử dụng lâu hơn
hiệu năng cao hơn, ổn định hơn, cũng như là cái màn hình quét cao hơn, thì tất nhiên là anh em nên chọn 13 Pro Max anh em nhé. Có một điểm là anh em còn quan tâm ở đây ấy, đó là hiện tượng xanh trắng màn trên 13 Pro Max, thì tại Bình Đại sẽ bảo hành trọn đời lỗi này cho anh em nhé, anh em không phải lo. Cho nên là anh em nếu có quan tâm 13 Pro Max thì không cần phải lo lắng đến vấn đề đó nha anh em nhé, trọn đời luôn ạ. Và một điều cuối cùng nữa đó là nếu như anh em quan tâm một trong hai sản phẩm này thì cũng đừng quên là tại Bình Đại Store sẽ luôn luôn có rất là nhiều các sản phẩm này để cho anh em lựa chọn từ 98%, 99%, hàng chất bên mình đều có đủ hết để cho anh em lựa chọn. Và nếu như anh em thích video này thì hãy để lại cho mình một like và một subscribe kênh để ủng hộ Bình Đại Store nhé. Ok, cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.